Xin chào bà con nhé. Hôm nay lên cho bà con một cuốn video giới thiệu về Sanh Văn Nhân để giao lưu với bà con trên toàn quốc nha. Xin chào bác nghệ nhân Sa. Vâng, chào quan sai vùng ra, chào chú Kiên. Hôm nay để mời quý vị và các bác cùng anh em và thưởng lãm giao lưu tác phẩm Sanh Nam Điền Giáng Văn Nhân thôi nha. Đến đây treo giá rẻ cho các bác nha. Giá chỉ có 5 triệu một cây thôi nha. Vành từ 20 trở lên nhé. Không có cây nào thân bé. Cao thì toàn từ 80 đến 1m2 các bác nhé. Giá chỉ 5 triệu một cây ạ. Chỉ 5 triệu một cây các bác nhé. Đấy, cây này 1m25 rồi. Cổ ngọn rất đẹp. Rất đẹp nha. Chỉ 5 triệu một cây các bác nhé. Này hoành gốc cũng đẹp lắm. Hoành gốc của cây này là 46 đấy. Hoành thân 20. Cây này trồng từ lúc bé như cây đũa nha các bác nha. Mức 13 năm rồi các bác nha. 13 năm rồi. Rất đẹp. 13 năm rồi nha các bác nha. Giá chỉ có 5 triệu một cây các bác nha. Rất nhiều. Để các bác chọn. Em quay từng cây một để các bác nào ưng cây nào thì chụp ảnh màn hình. Đấy. Bác nào ưng cây nào thì chụp ảnh màn hình và gửi cho nhà vườn em nhá. Chỉ 5 triệu một cây. Bác nào ưng cây nào thì chụp ảnh màn hình nhé. Đây. Chỉ 5 triệu một cây. Có nào nhanh tay thì còn chậm bỏ qua nhá. Em cũng bán rất nhiều rồi. Đấy. Cái này cao 85. Rất đẹp rồi các bác nhé. Rất tuyệt vời luôn. Đây, một số tác phẩm mới nữa này. Cho bác xem giao lưu. Cái này thì chỉ cao từ khoảng hơn 60 thôi. 70. Cao 70. Chỉ 5 triệu một cây thôi các bác nhé. Chỉ 5 triệu một cây thôi. Rất đẹp như thôi, 5 triệu một cây. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Bác nào muốn bao ship thì bỏ lại chậu nhé. Cây bao gồm cây và chậu, không bao gồm phí vận chuyển nha các bác nhé. Mà muốn bao ship thì bỏ lại chậu. Nếu mà bỏ chậu thì em sẽ bao ship. Đây. Rất đẹp các bác nhé. Đây, các bác nhìn cái cổ ngọn này. Đây. Đây, kiếm mua cái ông thọ mà cầm cây văn nhân này nó đẹp lắm này các bác. Rất VIP. Đây. 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 Rất tuyệt vời luôn. Rất nhiều Sanh Văn Nhân nhé, dáng đẹp. Để giao lưu cùng các bác nhé. Này em xem nhà vườn em xem giá rẻ luôn các bác, để các bác chọn cho mình. Vì có một số các tác phẩm này em cũng giao lưu rất là nhiều rồi. Hôm nay bán rẻ các bác nữa nha. Nếu bác nào thiện chí thì các bác có thể về với địa chỉ là Sát Thoan, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Để giao lưu nha các bác nha. Số điện thoại em sẽ ghi ở phần mô tả của video nhé. Các bác yêu quý cây nào thì chụp ảnh màn hình rồi kết bạn Zalo với bác Sang nhé. Ok. Rồi chào các bác nhé.